Em xin chia sẻ với các bác một tác phẩm Xanh Lam Điền, một cây cổ phá ra. Hơi lắng các bạn. Cây cổ làm theo lối mới, zin cốt rất già. Cho mà cây này là cực kỳ khó chịu nha các bác nhé. Song thụ già quá, rất nhiều điểm chơi các bạn. Các bạn nhìn độ già hóa của tác phẩm. Em trời hơi lắng. Cây này rất dị, nó là rất già, rất dị. Có nhiều điểm chơi, nhiều điểm khó. Cũng đang vào form để hoàn thiện rồi. Ở đây thì không gian hơi chật nên em không thể lấy tổng thể bóng dáng ở kia cho các bác ngắm được. Một ngày gần nhất khi chủ cây xuống lá, em sẽ review tiếp cho các bác xem tác phẩm này. Một tác phẩm đáng để mọi người cùng ngắm, cùng chia sẻ, cùng học hỏi. Có nhiều điểm chơi, nhiều điểm khó. Và khẳng định với các bác là không đụng hàng. Hai thân nhưng mà không đụng hàng. Đồ này là đồ ít đụng hàng. Hội tụ yếu tố gọi là quý và hiếm. Rất già các bạn, đồ chơi quý quá. Đây là một tác phẩm sau này, một cốt phôi sau này nên một tác phẩm rất quý, rất đẹp. Cây cắt dập nhé, chủ cây làm rất kỹ. Đây là một người không có quan điểm để bán, chỉ có quan điểm để chơi và tạo tác, cho nên là làm rất cẩn thận. Vườn cây rất rộng nhé. Đây là một vườn cây. Đây là một review xung quanh cho các bác xem. Anh chơi ở trên tầng 4, tầng 5 ấy, nhưng mà rất rộng. Nhiều anh em có đất cũng không chơi được như này đâu. Số lượng đếm thì cũng mỏi mồm. Em cảm ơn các bác đã xem video nhé. Các bác hãy đăng ký kênh và chia sẻ giúp em để cho nhiều anh em khác cùng chiêm ngưỡng, chúng ta cùng giao lưu học hỏi về lẫn nhau. Em sẽ tích cực đi tìm kiếm và quay chia sẻ với các bác những tác phẩm hay những cốt phôi quý, cũng như là quá trình tạo tác của tác phẩm và cốt phôi đó. Em cảm ơn các bạn.